xem cuốn sách của tự nhiên. Quyển sách này viết về thế giới động vật. Và trong mỗi chương, bác Cấu sẽ kể cho các bạn nghe về một người bạn của tớ. Nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất. Bơi sát nhau và đừng để bị lạc. Ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Sẵn sàng lên bờ. Nhanh lên nào. Đi thôi. Xin lỗi anh bạn. Có lẽ họ đang nói chuyện về chúng ta. Câu chuyện đó thật thú vị. Họ nói chúng ta thú vị đấy. Bác ấy đâu nhỉ? Bác ấy không có ở đây. Tôi nghĩ hôm nay sẽ có mật ong. Mong là bác ấy đến nhanh. Bác ấy kìa. Bác ấy đã tới. Các bạn đã ở đây cả rồi ư? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuốn sách của tự nhiên. Câu chuyện hôm nay sẽ nói về ngựa. Ngày xưa, trên bờ biển Bắc, có một ngôi làng trù phú tên là Đá. Không may, những người dân làng luôn sống trong sự đe dọa của cướp biển. Chúng muốn cướp củ cải của họ. Chúa trời đã ban cho ngôi làng một hệ thống phòng thủ đặc biệt. Bất cứ khi nào cướp biển đến, người canh gác sẽ báo động bằng cách dùng dùi đánh vào đá. Tiếng động từ núi đá mang lại sức mạnh cho dân làng và hút hết sức mạnh của cướp biển. Người canh gác có 3 cậu con trai, luôn thi với nhau xem ai khỏe nhất và dũng cảm nhất. Bà chàng trai đang cưỡi ngựa là con ông à? Đâu cơ? Ở khoảng trống trước rừng ấy, ông có thấy không? Thị lực của ông kém hơn trước đấy. Để xem em làm gì được. Anh ấy giỏi thật. Cẩn thận, có lợn rừng đấy. Anh bắt được rồi. Nó chạy mất rồi. Anh có sao không? Đừng phí thời gian nữa, đến lượt em đấy. Có một con lợn rừng. Nguy hiểm đấy. Anh tránh ra, đừng dại dột thế. Anh không phải người cưỡi ngựa giỏi nhất, nhưng anh có cơ bắp. Anh cưỡi ngựa rất giỏi, lại khỏe mạnh nữa, thật không tin nổi. Hai anh đều thật phi thường. Mình phải cố gắng lắm mới bằng được các anh.
Ai đang cưỡi ngựa thế nhỉ? Thằng út thường tập luyện vào giờ này, nhưng nó chưa thể giỏi đến thế. Chắc là thằng thứ hai. Đúng là một cú nhảy kỳ diệu. Xuất sắc. Sẵn sàng. Tấn công. Im lặng, không được để người canh gác nghe thấy. Ông có thể dừng lại rồi. Không cần báo động tiếp đâu. Lũ cướp biển đã bị đánh bại. Nguy hiểm quá. Nhờ có ông và chiếc dùi, chúng ta lại đánh bại chúng lần nữa. Chúng ta vừa bị đánh bại. Rất nhiều người đã hy sinh vô ích. Chúng ta phải cố gắng thêm lần nữa. Phải lấy được và phá hủy chiếc dùi thần. Thưa Đức Vua, tôi xin xung phong làm nhiệm vụ này. Rất tốt. Lại đây. Chúng ta sẽ làm như thế này. Cha ơi, có chuyện gì vậy? Người canh gác. Hãy nói với tôi đi, nói gì với tôi đi. Lũ cướp biển bất ngờ tấn công tôi. Chúng phá hủy chiếc dùi thần tạo ra tiếng động từ đá. Chúng ta không còn cách phòng thủ nào nữa. Đừng sủa nữa. Dùi thần được cất trên đỉnh núi Kirion.
ngựa bình thường không thể nào tới đó được. Vậy chúng ta phải làm gì thưa cha? Cha không biết. Thưa cha, những người già trong làng nói, họ đã thấy một con ngựa móng lửa, vị thần ở đó đang tìm người có thể cưỡi nó. Đúng là tin tốt lành, nhưng ông ấy sẽ tìm người cưỡi ngựa móng lửa ở đâu? Kể cả nó có lửa ở móng, thì cũng chỉ là ngựa thôi, không ai cưỡi ngựa giỏi hơn con cả. Con nói đúng, con rất muốn thưa cha. Thưa cha, hãy cho con tới thung lũng hoáng thử cưỡi ngựa móng lửa. Con là người lớn tuổi nhất nên có lẽ thích hợp hơn. Con có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Con mạnh và lòng can đảm. Hãy để con sử dụng chúng vì gia đình mình. Con nói đúng. Cha cho phép con đi. Chắc chắn con sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi cách. Cảm ơn cha. Chàng trai trẻ dũng cảm sẽ đi cứu chúng ta là ai? Cháu phải không? Vâng, chính là cháu. Bà biết cháu sẽ mang được dùi thần về. Cầm lấy mấy cái bánh gạo. Chúng sẽ cho cháu sức mạnh trong chuyến đi. Cháu cảm ơn bà tốt bụng quá. Anh cầm lấy cái này nữa. Gì thế em? Mật ong ạ. Để chuyến đi của anh may mắn. Anh mang dùi về sớm nhé. Chỉ có nó mới làm cha khỏe hơn. Tạm biệt các bạn. Hy vọng sớm gặp lại mọi người với tin tốt lành. Chúc anh may mắn. Anh nhớ đừng mạo hiểm. Hãy mang dùi về. Chúc anh may mắn. Cố lên nào. Mày làm được mà. Làm sao đi qua được đây? Một cái cây. Đi nào. Mày làm được mà. Cố lên. Cố lên nào.
Đẹp quá. Chào mừng cháu đến với thung lũng hoãng. Cảm ơn ông. Cháu là con cả của người canh gác làng đá. Ông biết lũ cướp biển đã tấn công làng cháu và phá hủy rùi thần. Thưa ông, cháu đến xin mượn ông ngựa móng lửa để đưa cháu tới đỉnh Kyongru tìm rùi mới. Cháu là một chàng trai dũng cảm. Ông sẽ giúp cháu hết sức. Hãy mang con ngựa đi. Nó sắp xuất hiện rồi. Nó đẹp quá. Ngựa ơi, đưa ta tới đỉnh Kiryong để tìm chiếc rùi thần mới cho dân làng nhé. Sorry, my boy, but I don't think you're the right rider for this horse. I beg you, wise one, bring the horse back. I must mount him. I must bring safety to my village. Your cause is so noble and your heart so pure that I will give you another chance. Here is the horse. Mount him well. O horse with the flaming hooves, I beseech you, take me to Mount Kuryong. I must find a new magic cudgel for the protection of my family and my village. Come on. Come on. Good boy. Good. Whoa. Hold on there. Con trai, rõ ràng con ngựa móng lửa không phải dành cho cháu. Sức khỏe, lòng dũng cảm và sự tập luyện của cháu là vô ích ư? Chỉ khao khát thôi thì chưa đủ để đạt được điều cháu muốn. Cần một người cưỡi ngựa giỏi hơn cháu. Cần một người cưỡi ngựa giỏi hơn cháu nhiều. Cháu cần một người cưỡi ngựa giỏi hơn. Em trai. Ơn trời anh đã quay về. Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh có lấy được rùi không? Con phải bỏ dở cuộc tìm kiếm rùi thần vì cưỡi ngựa không giỏi ư? Thế là hết rồi. Thưa cha, hãy để con thử. Con nghĩ con có thể thành công khi anh con thất bại ư? Thưa cha, sáng nay dân làng đi đánh cá thì thấy thuyền của lũ cướp biển ở chân trời. Đi đi con trai, hãy đến thung lũng hoãng nhanh như chớp. Cảm ơn cha, con sẽ đi ngay. Con thề sẽ mang rùi thần về bằng mọi giá. Chúc em may mắn. Anh sớm mang rùi thần về nhé.
Loài ngựa. Ngựa được phân loại thế nào trong vương quốc động vật? Ngựa là động vật có vú, thuộc bộ Perissodactyla, họ Equidae, giống Equus. Chúng có bộ lông mượt, đa dạng về màu sắc, bờm dày và đuôi dài. Có bao nhiêu loài ngựa và chúng sống ở đâu? Nguồn gốc chính xác của loài ngựa vẫn đang được thảo luận. Có một vài giống ngựa hoang sống ở Trung, Bắc Á và Châu Phi. Còn ngựa thuần thì xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Chúng được chia thành ngựa để cưỡi, ngựa kéo và ngựa nuôi làm cảnh. Chúng sống như thế nào? Trong môi trường tự nhiên, ngựa sống thành đàn. Chúng là động vật có vòng sinh sản chậm. Thời gian mang thai lên tới 11 tháng. Mỗi lứa, ngựa cái chỉ sinh được một con ngựa con. Chúng di chuyển như thế nào? Ngựa sống theo đàn thường di chuyển bằng cách chạy nhanh, thỉnh thoảng chúng cũng chạy đua với nhau. Chúng thường ăn gì? Chúng ăn cỏ và các loại thực vật khác. Tuy nhiên, đối với ngựa thuần, chúng đã được huấn luyện để ăn cả thức ăn có nguồn gốc động vật. Chúng tự vệ như thế nào? Ngựa là loài động vật giàu lòng vị tha. Chỉ thỉnh thoảng, chúng mới tự vệ bằng cách đá đối thủ. Chúng có mối quan hệ thế nào với con người? Rất tốt. Từ hàng nghìn năm nay, ngựa đã chứng tỏ chúng rất có giá trị với con người. Chúng có thể sống trong thành phố không? Có chứ. Chúng được coi là một trong những phương tiện vận tải chính của con người bên cạnh các loại xe cộ khác. Các bạn đã rút ra bài học gì rồi? Nếu không chứng tỏ được khả năng của bản thân, bạn sẽ không đạt được điều mình mong muốn, phải không? Nhìn xem ai đang đến kìa.